Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2020 và hôm nay là thứ hai. Chúng ta lại bắt đầu một tuần mới và hôm nay là thứ hai tại Hoa Kỳ, thời An ở Cali. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về rất nhiều những tài liệu mà mình cảm thấy là các bạn cần nên biết. Và trước hết chúng ta sẽ nói về thị trường crypto và sẽ tập trung vào Bitcoin. Chúng ta sẽ nói tới giá cả của Bitcoin cũng như là các bạn thấy là có một cái đoạn video clip mình thường đã chia sẻ Và đây là một cái đoạn video clip Mà đang được rất nhiều người chia sẻ về tình hình hiện tại Tại vì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell Đã thú nhận ở trên cái chương trình 60 Minutes Ngày hôm qua, ngày Chủ nhật Đó chính là Chủ tịch Powell Nói là Cục Dự trữ Liên bang đang in tiền Và bụng tiền vào trong thị trường này Về điều này đã làm cho nhiều người cũng khá hoang mang Nhưng mà nếu như mà những bạn nào Mà đã theo dõi thông cáp trong thời gian qua Thì đây cũng không phải là một điều gì Mà làm cho các bạn quá bất ngờ nhưng mà chúng ta cũng sẽ nói tới một số vấn đề liên quan tới lời phát biểu này. Kế tiếp thì chúng ta thấy được là gần đây có một số những người nổi tiếng bắt đầu là đưa ra nhiều cái tin tức, đưa ra nhiều lời phát biểu là ủng hộ Bitcoin. Trong đó các bạn thấy được là gần đây nhất là tỷ phú đầu tư một người mà quản lý một cái hedge fund nổi tiếng là Paul Tudor Jones. Bây giờ các bạn thấy được là Robert Kiyosaki là cái tác giả của quyển sách Giai giàu cha nghèo. Gần đây thì các bạn thấy là liên tục trưa ra những cái thuyết liên quan tới vàng, liên quan tới bạc và nhất là liên quan tới Bitcoin. Thì tại sao gần đây chúng ta lại thấy có rất nhiều người bắt đầu nói về Bitcoin nhất là những người mà đất có tiếng tâm trong thị trường tài chính. Kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tới một bài viết được chia sẻ bởi Cointelegraph mình cũng cảm thấy là cũng rất có giá trị Đây là một bài viết nói về trong thời gian ngắn hạn tới đây Những gì có thể xảy ra liên quan tới giá cả của BTC Và kế tiếp thì có một số những cái bài viết Mình cảm thấy cũng không có đúng lắm Liên quan tới tình hình hiện tại của mạng lưới Bitcoin Tại vì các bạn thấy được là hôm nay Thì cái phí trên mạng lưới Bitcoin đã tăng lên So với lúc mà chúng ta làm video ngày hôm qua Hôm nay thì cái phí trung bình đã lên tới là 5 đồng 41 cent Kế tiếp chúng ta cũng sẽ nói tới tình hình của tài chính ngày hôm nay Các bạn thấy được là hôm nay có cái sự tăng trưởng rất là mạnh Và ngày hôm nay có một số tin tức mà nhiều người cho là rất tốt đối với tình hình của tài chính tương lai Nhưng mà có thật sự như vậy hay là không thì chúng ta sẽ nói tới một lát nữa Và Thu mới vừa đăng một cái hình ở trên Facebook và Twitter Thu cũng muốn nói về cái hình này để các bạn hiểu rõ hơn về cảm nghĩ của Thu trong thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được là đây là gì mà chúng ta sẽ nói tới trong video ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta đầu tiên hãy nói về tình hình của Bitcoin hiện tại các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ là 9.066 thì so với cái giá mà các bạn nhìn thấy trong video ngày hôm qua thì cũng không có cái sự thay đổi nhiều. Các bạn thấy được là Bitcoin trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì xuống 2,4%, Ethereum thì xuống 1,5% trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Các bạn thấy được là đồng Tether và XRP thì bây giờ một lần nữa lại thay đổi vị trí. Đồng Tether bây giờ đứng hạng thứ ba với tổng số vốn hóa thì cũng gần giống như là XRP, chỉ khác nhau chỉ có là 14 triệu đô la. Bây giờ là đồng Tether đứng hạng thứ ba, XRP đứng hàng thứ tư và hôm nay thì cũng không có sự thay đổi nhiều xuống 0,8%. Tình hình giữa Tether và XRP đồng nào sẽ đứng cái vị trí thứ ba này sẽ thay đổi rất nhanh. Nếu như các bạn thấy là đồng Tether cứ tiếp tục in tiền tiếp tục thì cái số lượng vốn hóa sẽ tăng lên rất nhanh và ngược lại nếu như XRP mà có cái sự tăng trưởng mặt giá cả thì chỉ có thể là thay thế đồng Tether đứng hàng thứ ba một lần nữa. Nhưng mà bây giờ XRP đứng hàng thứ tư Bitcoin Cash các bạn thấy là xuống 3,5%, Bitcoin SV xuống 3%, Litecoin xuống 1,7%, EOS xuống 3,2%, Binance Coin xuống 1,8% và đồng Tezos xuống 2,3%. Phần lớn các bạn thấy là các coin lớn đều tiếp tục đi theo xu hướng của Bitcoin. Bitcoin hiện tại chiếm tổng số vốn hóa là 66,7%, Ethereum chiếm 8,88%. Và XRP chiếm 3,39% và tổng số vốn hóa của thị trường crypto bây giờ chỉ có là 264 tỷ thì hôm nay có một cái đoạn clip mà Thuận đã chia sẻ ở trên Facebook và ở trên Twitter cũng như là trên Telegram Những bạn nào mà theo dõi Thuận trên cái mạng xã hội thì các bạn cũng đã xem cái video clip này Thuận cũng muốn chia sẻ cho những bạn nào mà chưa có dịp xem Đây là một cái video clip rất là ngắn, chỉ có khoảng chừng là 30 giây và những bạn nào mà chưa theo dõi Thuận trên cái mạng xã hội thì các bạn có thể tham gia bằng cách là đi vào trang web thuậncapital.com Link sẽ ở nằm ở phía dưới video này, các bạn có thể bấm vào giới thiệu, sau đó sẽ dẫn các bạn đến cái trang như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Trong đó sẽ có những link như là Facebook, Telegram và Twitter Thì bây giờ Thuận sẽ play cái video của Chủ tịch Jerome Powell đã nói gì trong đó Simply flooded the system with money Yes, we did. That's another way to think about it. We did where does it come from do you just print it we print it digitally so we you know we as a central bank we have the ability to create money uh, digitally and we do that by buying Treasury bills or, or bonds or other government guaranteed securities and that, that actually increases the money supply we also print actual currency and we distribute that to the Federal Reserve banks Thì các bạn có cảm nghĩ gì về cái video clip này các bạn thấy được đây là một cái clip được trích ra từ cái cuộc phỏng vấn ngày hôm qua trên chương trình 60 Minutes thì các bạn thấy rất rõ ràng là Chủ tịch Powell đã rất thẳng thắn và nhìn nhận là Cục Dự trữ Liên bang đang in tiền và bơm vào trong thị trường này và in tiền là không giới hạn cho nên các bạn thấy được trước đây thì cục chữ liên bang thường sử dụng những cái từ ngữ mà khó hiểu hơn như là quantitative easing. Nhưng mà lần này các bạn thấy là Chủ tịch Powell đã không ngần ngại và nói thẳng là cái số tiền mà đang được bơm vào trong thị trường tài chính để mà hỗ trợ thị trường tín dụng. Đó chính là số tiền được in ra trên máy và đưa vào trong thị trường. Thì các bạn thấy được là tiền bây giờ chỉ cần bấm nút trên máy là có. Và cái số tiền mà đang được in ra là các bạn cũng đã biết là với cái tình hiện tại thì cục trưởng liên bang đã quyết tâm là sẽ hỗ trợ đến cùng có nghĩa là sẽ in cho đến khi nào mà thị trường ổn định lại nhưng mà cái việc in tiền này các bạn sẽ thấy là có những cái sự không được tốt lâu dài và cái người mà phải trả giá cho việc in tiền này đó chính là con cháu của chúng ta sau này thì chúng ta nói là con cháu của chúng ta các bạn sẽ nói là đây là việc in tiền của Hoa Kỳ thì liên quan gì đến những người như là ở nước Anh, ở nước Nhật Bản, ở nước Việt Nam Một điều mà các bạn cần nên biết ở đây là đây là một chương trình rất là lớn và Chủ tịch Powell đã trả lời rất thẳng thắn có nghĩa là ông ta không quan tâm đến người ta nói gì Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là ngày hôm nay thì ngoại trừ những cái bài viết liên quan đến tài chính nói về cái việc này các bạn thấy được là không có một chính phủ nào không có một người đứng đầu của một ngân hàng trung ương nào mà lên tiếng chỉ trích tại sao mà Hoa Kỳ lại in quá nhiều tiền như vậy dẫn đến rất là nhiều lạm phát các bạn nghĩ tại sao mà các chính phủ khác vẫn chưa lên tiếng nói về vấn đề này các bạn nghĩ là cái số tiền của những nước như là ở canada những bạn nào mà ở nhật bản những bạn nào mà ở nước anh nước pháp thì cái số tiền hỗ trợ các bạn nhận được trong thời gian gần đây cái số tiền mà dùng để cho các công ty vay trong thời gian gần đây ở trong quốc gia các bạn là số tiền đã đến từ đâu các bạn nghĩ là số tiền đó là các chính phủ đó in tiền ra để mà bơm vào trong thị trường hay là các bạn vẫn nghĩ là số tiền đó là đến từ cái số dư trong ngân khố các bạn thấy được là những bạn nào mà đã từng nhìn thấy những cái số nợ của các quốc gia thì cũng đã biết là ngân khố không có tiền tại vì phần lớn các quốc gia cái số lượng mà thuế thu vào so với số tiền chi ra là năm nào cũng thiếu hụt cho nên trong ngân khố căn bản là không có tiền các bạn thấy được là cái số tiền mà các chính phủ đang sử dụng đó chính là cái số tiền được in ra cũng tương tự như là hoa kỳ cho nên các bạn thấy được là bây giờ các quốc gia không ai lên tiếng chỉ trích lẫn nhau tại vì ai cũng giống nhau cho nên cái số tiền mà được in ra để mà hỗ trợ thị trường trong thời gian này sau này mọi người sẽ phải trả giá bằng cách là chúng ta phải trả giá cao hơn cho hàng hóa và dịch vụ đó chính là lạm phát hay là trả giá bằng cách là sẽ đóng thuế cao hơn thì những người nào mà theo dõi chương trình thuận capital từ bấy lâu nay thì cũng đã biết là điều đầu tiên là cục chỉ liên bang rất quyết tâm họ đã bắt đầu quyết tâm từ tháng 3 là sẽ dùng bất cứ mọi cách để mà hỗ trợ thị trường tín dụng ngoại trừ là đi vào vùng lãi suất âm chúng ta đã nói tới trong nhiều video và điều thứ nhì ở đây các bạn thấy được là tiền thật sự mà nói là chỉ cần bấm nút là có cho nên nhiều người gọi thị trường crypto bitcoin là tiền ảo thì các bạn thấy là tiền nào ảo hơn ít ra thì bitcoin không thể nào mà bấm để mà có thêm hơn 21 triệu bitcoin trong khi các bạn thấy là tiền pháp định chỉ cần bấm nút là cứ có thêm tiền nào mới thực sự là tiền ảo và cái vấn đề này cũng khá quan trọng Chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này một lát nữa Thì các bạn thấy được là gần đây có một số những nhà đầu tư lớn đã bắt đầu lên tiếng ủng hộ Bitcoin Trong đó các bạn thấy là có những nhà đầu tư mà rất có tiếng tâm Như là chúng ta biết là Paul Tudor Jones đã nói là hedge fund của ông ta bây giờ đang lưu trữ trong tổng số tiền trong hedge fund đó 1-2% là lưu trữ Bitcoin Bây giờ các bạn thấy được là Robert Kiyosaki đã lên tiếng ủng hộ Bitcoin rất nhiều trong thời gian gần đây. Và những người nào mà biết tới quyển sách cha giàu cha nghèo thì cũng đã biết là Robert Kiyosaki chính là tác giả của quyển sách đó. Sau đó thì Robert Kiyosaki cũng viết một số những quyển sách khác như là Cashflow Quadrant. Nhưng mà quyển sách cha giàu cha nghèo vẫn là quyển sách mà được nhiều người biết tới nhất, là một quyển sách coi như là thành công nhất trong lĩnh vực tài chính cá nhân. Và Robert Kiyosaki đã đưa ra rất nhiều những cái thuyết gần đây các bạn thấy được là liên quan tới việc là cục dự liên bang cứ in tiền bơm vào trong thị trường thì sẽ dẫn đến việc là lạm phát cho nên ông ta bây giờ chẩn đoán là vàng bây giờ ở cái mức là khoảng 1.700 đô thì ông ta chẩn đoán trong vòng một năm vàng sẽ lên tới mức là 3.000 đô cho một ounce vàng có nghĩa là lên gần như gấp đôi còn silver nghĩa là bạc bây giờ ở mức là 17 đô cho một ounce thì trong vòng 5 năm Robert Kiyosaki Tuyên đoán là ông ta nghĩ là silver bạc có thể lên tới 40 đô cho một ao silver Và bitcoin bây giờ mức là 9.800 đô Đây chính là cái lúc mà ông ta đưa ra cái thuyết này Ngày 16 tháng 5 thì Robert Kiyosaki chứng đoán là trong vòng 3 năm Bitcoin sẽ lên tới 75.000 đô cho một đồng bitcoin Thì các bạn nghĩ sao về những cái tuyên đoán này Đối với Thuận thì 3 năm mà bitcoin chỉ lên tới 75.000 đô thì là một con số quá thấp các bạn có nên biết là tính theo những gì mà chúng ta biết được cho như được hai bên trước đây thì chỉ trong vòng khoảng chừng 2 năm thì có thể thấy Bitcoin lên tới mức 100.000 đô cho nên dự đoán 3 năm mà chỉ có 75.000 là một con số mà không có cao dù sao đi nữa các bạn thấy được là gần đây Bitcoin đã được rất nhiều những nhà đầu tư lớn qua năm đến và rất nhiều người bây giờ đã ủng hộ Bitcoin. Nhưng mà một điều khác này thường muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nghĩ tại sao những người đầu tư nổi tiếng, những người có tiền như là Paul Tudor Jones hay là Robert Kiyosaki, những người đó bây giờ mới bắt đầu lên tiếng nói về Bitcoin thì thường nghĩ là tại vì trong thời gian qua những người này đã thu thập được rất nhiều Bitcoin, những người này đã đầu tư và tích lũy rất nhiều Bitcoin có thể là đã bắt đầu từ năm 2018 và đã tích lũy một số lần lớn Bitcoin cho nên bây giờ tích lũy đủ rồi chúng ta mới thấy được là những nhà đầu tư lớn này bắt đầu tuyên bố là ủng hộ Bitcoin tại vì trong lúc mà họ đang tích lũy mà họ đưa ra những tin tức là ủng hộ Bitcoin thì có thể là dẫn đến việc là giá cả lên cao khiến cho họ không mua Bitcoin được với cái giá rẻ chứ không phải là bắt đầu bây giờ Robert Kiyosaki mới bắt đầu mua Bitcoin đó chính là điều các bạn cần phải biết cũng như là các bạn thấy được là khi mà Warren Buffett nói về việc là bán hết tất cả cổ phiếu cái hãng hàng không mà đang nắm trong tay thì các bạn thấy được là lúc đó ông ta chỉ là ra thông báo nhưng mà cái số lượng cổ phiếu đó đã bán cách đó nhiều tuần rồi chứ không lý do gì mà ông ta tuyên bố là bán sau đó mới lên thị trường để mà bán lúc đó thì giá đã đi xuống bán không được giá cao thì cũng tương tự các bạn thấy là một điều mà chúng ta cũng đã từng bàn luận cách đây 2 năm đó chính là chỉ khi nào mà những nhà đầu tư lớn họ tự tích lũy một số lượng tiền lớn một số lần Bitcoin lớn thì lúc đó các nhà đầu tư lớn mới bắt đầu là lên tiếng nó là ủng hộ Bitcoin sau đó mới đẩy giá Bitcoin lên chúng ta mới thấy được cái đợt tăng trưởng kế tiếp và rất rõ ràng trong thời gian đây các bạn thấy được là điều đó đã bắt đầu trở thành sự thật thuận thì đó là trong tay Roy Kiyosaki đã lưu trữ rất nhiều Bitcoin mà đã bắt đầu lưu trữ thậm chí từ năm 2018 cho tới bây giờ dù sao đi nữa càng nhiều người nổi tiếng nói về thị trường này thì càng tốt đối với cái sự trưởng thành và cái giá cả tương lai của BTC Nhưng mà cái điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây là 3 năm sau thì Bitcoin mới lên từ 75.000 đô hay là 100.000 đô thì câu hỏi bây giờ là không phải là Bitcoin có lên được con số đó hay là không nhưng mà đối với cái sự mà in tiền vô hạn của các chính phủ thì câu hỏi là 3 năm sau, 2 năm sau 75.000 đô, 100.000 đô là đáng giá bao nhiêu? Lúc đó thì 75.000 đô có còn như là bây giờ nữa hay là không? Lúc đó 100.000 đô có còn được như là bây giờ nữa hay là không? Hay là lúc đó lạm phát đã hoàn toàn làm cho tiền bạc mất giá rất nhiều. Cho nên câu hỏi quan trọng hơn là không phải Bitcoin có đạt được cái mức này hay là không? 75.000, 100.000 hay không mà câu hỏi quan trọng hơn là 75.000, 100.000 trong tương lai đáng giá bao nhiêu? cái tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một bài viết uh, của con telegraph bài viết này nói về ba lý do mà tại sao mà con telegraph nghĩ là nếu như mà có sự xuống giá thì giá bitcoin sẽ xuống rất là mạnh thực ra trong bài viết này nói tới ba lý do nhưng mà thường chỉ thấy là có hai lý do là có cái logic rất là tốt đối với Thuận thì để thường chia sẻ với các bạn về hai cái điều này nhưng mà điều mình thường muốn nói với các bạn ở đây là không phải là chúng ta nói là giá bitcoin sẽ đi xuống nhưng mà điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là nếu như mà chúng ta đột ngột thấy giá cả đi xuống mạnh như là các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ là 9 lăm lỡ như mà Bitcoin xuống mạnh đột ngột từ 9 rưỡi mà xuống còn có 8 rưỡi thì lúc đó các bạn có thể thấy được là giá Bitcoin không ngưng ở cái mức 8 rưỡi mà có thể là tiếp tục đi xuống mạnh. Tại sao? Có hai lý do. Lý do đầu tiên cho mình thấy được là thống kê bây giờ trên các sàn mà cho chơi các hợp đồng tương lai, các cái futures thì các bạn thấy được là những sàn đã được thống kê là sàn Bitfinex, sàn Bitmax và sàn Binance. Hiện bây giờ thì chúng ta nhìn vào cái hình này thống kê các bạn thấy được là tổng số phần trăm cái lệnh long, có nghĩa là cái định đánh lên là 81,08%. Đó chính là cái tổng số phần trăm trên sàn Bitfinex. Trên sàn Bitmax thì bây giờ thống kê là 75,31% là cái lệnh trên sàn Bitmax là định long. Trên sàn Binance thì Binance Option các bạn thấy được là cái lệnh mà đánh lên bây giờ lệnh long là tới 66,84% có nghĩa là trung bình giữa ba cái sàn này cái số lượng người mà đang đánh lên là đến 76,77% có nghĩa là gần như 3 phần tư số lượng trader là đang đánh lên có nghĩa là đang hy vọng là giá cả đi lên nhưng mà các bạn cũng đã biết là những cái hợp đồng tương lai này, những cái option này là những cái option mà không giống như trên sàn CME Đây là những cái option mà không có ngày đáo hạn Thì để được công bằng thì những cái option này khi mà các bạn thấy được là nếu như mà bây giờ cái số lượng người đánh long nhiều, số lượng người đánh short thấp thì bên người đánh long phải trả tiền hàng ngày cho người đánh short để mà giữ cái vị thế, giữ cái trade của mình Thì các bạn thấy được là chẩn đoán nếu như mà chúng ta nói tới tình hình hiện tại thì nếu như mà một 100.000 đô đang được đánh lon ở trên sàn BitMax thì chuẩn đoán bây giờ là cái funding rate, có nghĩa là cái số tiền mà phải trả là 0,05% có nghĩa là mỗi một ngày để giữ cái lệnh lon 100.000 đó thì cái người mà mở lệnh lon đó phải trả cho sàn để mà trả cho bên đang giữ lệnh sốt là khoảng 150 đô mỗi ngày, có nghĩa là Bitcoin đi hàng ngang càng lâu thì cái số tiền mà người này càng trả sẽ càng, càng nhiều để mà giữ cái lệnh của mình. Cho nên càng lâu mà Bitcoin không có sự tăng trưởng đột biến về cái mức độ đi lên thì sẽ càng làm cho những người giữ lệnh long tốn nhiều tiền hơn và nhất là nếu như mà giá cả lại đi xuống mà đi xuống đột ngột thì các bạn thấy được là có hai điều, một số người mà đang bị lỗ tại vì họ đang phải trả cái phí hàng ngày họ sẽ bỏ lệnh của mình và thứ nhì nữa là cái số lệnh long quá nhiều sẽ dẫn đến cái tình hình là long squeeze các bạn cũng đã biết là long squeeze có nghĩa là khi mà giá cả đi xuống mạnh thì một số lệnh họ sẽ bị thanh lý ở trên sàn và những cái lệnh mà bị thanh lý đó sẽ dẫn đến cái số lượng mà bán ra rất là nhiều cho nên thường mới nói nếu như mà giá đi xuống đột ngột thì chúng ta sẽ thấy giá bitcoin đi xuống rất là sâu rất là nhanh tại vì bây giờ có quá nhiều lệnh long trên các sàn và nói tới cái sàn giao dịch, những bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu về các sàn giao dịch crypto thì các bạn có thể tham gia sử dụng link ở phía dưới video này thuần capital slash pages là sàn giao dịch Các bạn có thể tìm hiểu những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit Đây là hai sàn chơi margin Tuy nhiên chơi margin có rất nhiều nguy hiểm không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading và nếu các bạn muốn tìm hiểu trade altcoin, các bạn có thể bắt đầu từ sàn Binance Hay là các bạn là một người mới tham gia vào mà muốn mua bán crypto trực tiếp từ ngân hàng của mình Mà các bạn là một người sống ở Hoa Kỳ thì có thể tham gia sàn Coinbase Tất cả các link sẽ nằm ở phía dưới video này Kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục bàn về cái tình hình hiện tại của mạng lưới Bitcoin Thì các bạn thấy được là mạng lưới Bitcoin ngày hôm qua đã là một mạng lưới rất là chậm Ngày hôm qua nguyên một ngày chỉ có 95 lóc được đào Các bạn thấy được là trong vòng 10 năm qua thì chỉ có 8 ngày là cái số lượng lóc được đào ra trong ngày đó là dưới 100 lóc cho nên ngày hôm qua là một ngày rất là chậm, các bạn thấy được là trung bình thì cái số lượng lóc được đào mỗi một ngày là khoảng từ 100 tới 120 lóc tùy theo là cái đào tốc độ là bao nhiêu. Thì các bạn thấy được là ngày hôm qua là ngày rất là chậm mà chúng ta cũng nên nói tới là cái phí ngày hôm qua là cũng rất cao là khoảng 4 đồng 81 sen. Nhưng mà ngày hôm nay lúc mình làm video này thì cái phí lại càng lên cao hơn bây giờ các bạn thấy được là nếu như các bạn chỉ trả các phí thông thường như là trước đây có nghĩa là khoảng chừng là 30 đến 35 Satoshi cho mỗi một bay các bạn thấy được là cái thời gian các bạn phải chờ để mà được confirm để mà được xử lý là từ 2 cho đến khoảng chừng là 65 lóc có nghĩa là các bạn thấy được là từ 20 phút cho đến khoảng chừng là 11 tiếng các bạn mới được confirm nếu như mà các bạn muốn chả cái phí cao hơn để được confirm lẻ hơn thì các bạn thấy được là nếu các bạn muốn confirm ngay lập tức trong cái lock kế tiếp thì các bạn phải trả tới khoảng chừng bây giờ là 225 satoshi cho một lock dựa theo trang web bitcoinfees org com thì các bạn thấy là cái số mà các bạn phải trả này là tính theo là cái dung lượng là bao nhiêu satoshi cho mỗi một byte thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu các bạn muốn tính ra đô la thì nếu như các bạn muốn được xử lý trong vòng 10 phút thì các bạn phải trả các phí bây giờ là trung bình là khoảng 5 đồng 41 sen để được xử lý trong vòng 10 phút. Nếu như các bạn muốn chờ 3 lóc, có nghĩa là các bạn muốn chờ khoảng chừng 30 phút thì cũng không có tiết kiệm được bao nhiêu. Các bạn thấy là vẫn phải trả các phí là trung bình là 5 đồng 36 sen. Và nếu như các bạn muốn chờ 6 lóc, có nghĩa là các bạn muốn chờ khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ mới được xác nhận giao dịch thì các bạn cũng không tiết kiệm được nhiều, chỉ có là 5 đồng 27 sen. Đối với Thuận thì mỗi lần Thuận gửi thì Thuận đều muốn là có thể được xác nhận trong blog kế tiếp Tại vì cái số tiền các bạn tiết kiệm thực sự là không là bao nhiêu Nhưng mà khi mà gửi mà không thấy Bitcoin của mình hiện lên liền Thì điều đó cũng làm cho nhiều người lo lắng Thì bây giờ các bạn thấy là có một số những bài viết Thì lại nói về cái vấn đề này Một bài viết ở trên Coin Telegraph ngày hôm nay Đã nói là cái đợt mà điều chỉnh kế tiếp cũng không giải quyết được cái vấn đề Mà mạng lưới Bitcoin đang gặp tình hình là khó đào này Tại vì các bạn thấy là trong cái thời gian sau khi mà Bitcoin halving thì các bạn thấy là thật sự thì chúng ta có một cái sự đi xuống khi mà chúng ta tính về tốc độ đào hash rate thì điều này cũng rất là bình thường các bạn cũng đã biết là sau khi Bitcoin halving thì sẽ có một số thời đào bỏ cuộc tại vì lúc đó cái thu nhập của họ lại bị cắt đi phân nửa và họ có thể là có những cái máy đào mà không còn hiệu quả như là trước ngày halving nhưng mà thật sự mà nói đối với lại một năm qua các bạn thấy được là cái tốc độ đào trên mạng lưới Bitcoin bây giờ vẫn còn ở mức rất là cao cái số lượng người bỏ cuộc thực sự mà nói là không đáng kể nhưng mà dù sao đi nữa các bạn thấy cũng đã dẫn đến tình trạng để mạng lưới Bitcoin đang bị chậm hơn và cái đợt điều chỉnh kế tiếp bây giờ là còn chỉ có 22 tiếng nữa thì sẽ điều chỉnh độ khó lại là 4,71% thì ý của bài viết ở trên Content Rap nói là sau khi mà điều chỉnh lại trong vòng một ngày nữa điều chỉnh xuống độ khó 4,71% thì cũng chưa có thể nào giải quyết được tình hình hiện tại thì cái vấn đề ở đây là tại vì các bạn thấy là mỗi khoảng chừng là 2016 lốc thường nhớ là như vậy thì cái độ khó mới điều chỉnh là một lần như là khoảng chừng trung bình 2 tuần thì độ khó đào mới điều chỉnh là một lần thì trong cái đợt điều chỉnh này các bạn thấy là phần lớn là bắt đầu trước cái ngày Harbin cho nên sau khi mà điều chỉnh 22 giờ này thì hai tuần sau nữa mới điều chỉnh lại. Nếu như mà tình trạng này cứ tiếp tục thì các bạn thấy là mạng lưới sẽ cứ điều chỉnh để mà cho cái độ khó đào đi xuống mỗi khoảng chừng 2 tuần. Cho nên cái tình hình hiện tại đối với Thuận là một cái tình hình uh, trong cái thời gian ngắn hạn. Chứ đối với Thuận chúng ta vẫn chưa thực sự bước vào cái thời kỳ bùng nổ như là cuối năm 2017. Khi mà nhiều người phải trả cái mức là 30 đô, 40 đô cho một giao dịch trên mạng lưới Bitcoin đương nhiên thường sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn cái tình hình này và điều kế tiếp Tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là chúng ta sẽ nói về tình hình tài chính thì các bạn thấy được là hôm nay thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã là một màu xanh khi mà chúng ta nói tới những cái chỉ số như là chỉ số Dow Jones hôm nay tăng 3,85%, chỉ số S&P 500 tăng 3,15%, chỉ số Nasdaq tăng 2,44%. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào các chỉ số của futures ngày mai thì các bạn thấy được là hợp đồng tương lai của Dow ngày mai là xuống 0,31%, S&P 500 xuống 0,38% và Nasdaq future là xuống 0,22%. Về châu Á hiện tại thì các bạn thấy là vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng sau khi mà thị trường Hoa Kỳ đóng cửa, chỉ số Nikkei của Nhật Bản bây giờ là tăng 1,91% chỉ số sen hai của thượng hải là tăng 0,53% mà chỉ số hang sen của hồng kông là tăng 1,67% tại sao mà thị trường của chứng khoán tăng ngày hôm nay chúng ta sẽ nói tới một lát nữa đây là một cái tin tức mà nhiều người cho là liên quan đến cái việc là sắp có vaccine hay là đã có một số tin tức tốt liên quan tới cái giai đoạn thử nghiệm vaccine lần thứ nhất nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào tin tức đó thì các bạn nhìn vào dầu bây giờ cũng có cái sự tăng trưởng tăng 0,38% ngày hôm nay đây là cái giá dầu mà cho hợp đồng tương lai tháng 6 Có nghĩa là bây giờ dầu thì có rất nhiều nhà đầu tư cho là sẽ có cái sự tăng trưởng Tại vì các quốc gia nhất là ở Hoa Kỳ thì trong vòng 2 tuần tới đây là phần lớn các tiểu bang đều mở cửa lại Thì cái nhu cầu sử dụng dầu từ từ sẽ hồi phục Kế tiếp các bạn thấy được là cái giá vàng thì bây giờ là 1739 đô cho một ounce vàng tăng 0,29% thì cũng không có sự thay đổi nhiều so với những gì chúng ta đã thấy được cái đây vài ngày. Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới là tại sao mà chứng khoán hôm nay tăng mạnh và các bạn thấy được là ngày hôm nay là một ngày mà tăng rất là mạnh khi chúng ta tính từ đầu tháng cho tới bây giờ các bạn thấy được là ngày hôm nay ngày 18 tới tháng 5 chỉ số của S&P 500 đã tăng tới 3,2%. Thì cái tin tức mà được nói tới đó chính là chúng ta có một số những cái dấu hiệu tốt liên quan tới vaccine, nhất là liên quan tới giai đoạn 1 thương nghiệm vaccine. Thì hôm qua các bạn cũng đã nhớ là chúng ta nói về cái cuộc phỏng vấn của Cục Dự trữ Liên bang, Chủ tịch Powell ở trên 60 Minutes. Thì không chỉ là cuộc phỏng vấn đó mà các bạn thấy được là hầu như một tuần qua thì Cục Dự trữ Liên bang liên tục nói là cái điều cần thiết để mà có được cái sự hồi phục kinh tế cũng như là trên thị trường tài chính đó chính là chúng ta cần phải có vaccine thì chủ tịch Powell liên tục nói vaccine, vaccine, vaccine có thể được là cả tuần qua ngay cả hôm qua trong một cuộc phỏng vấn thì chủ tịch Powell cũng nói về vaccine thì các bạn có cảm thấy là có một cái sự trùng hợp gì đó hay là không tại vì các bạn thấy là cả tuần qua chúng ta chỉ nghe nói tới là cần phải có vaccine cần phải có vaccine từ cục dự liên bang và thứ hai này các bạn thấy lại có tin tức tốt liên quan tới vaccine thì cổ phiếu lại tăng lên mạnh thì các bạn nghĩ là đây là một cái sự trùng hợp hay là đây là một lý do gì đó thì các bạn hãy comment ở phía dưới nhưng mà một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là thuận thì không có tin nhiều là lý do tại sao cổ phiếu tăng hôm nay là liên quan tới vaccine tôi nghĩ là hôm nay nếu như mà không có tin tức liên quan tới vaccine thì cổ phiếu vẫn sẽ tăng tại vì các bạn thấy được là những cái lời nói của chủ tịch Powell cái quyết tâm của cục dự trữ liên bang in tiền để mà bơm vào trong thị trường là một quyết tâm mà không hề thay đổi và chúng powell đã nói rất rõ ràng là sẽ làm tất cả biện pháp để mà hỗ trợ thị trường tín dụng cho nên thường cảm thấy là hôm nay nếu như mà không có vaccine thì cổ phiếu cũng vẫn tăng lên nhưng mà các bạn thấy được là nếu như mà cổ phiếu tăng lên là tại vì là cục dự trữ liên bang tiếp tục in tiền bơm vào trong thị trường thì cái lý do đó nhiều người sẽ không chấp nhận và một cái lý do hay hơn nữa một cái câu chuyện hay hơn nữa đó chính là phải kết nối cái sự tăng trưởng như hôm nay với là tin tức liên quan tới vaccine và thường nghĩ là đây là điều mà đã có ai đó muốn kết nối hai cái vấn đề này lại với nhau đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của thường các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở phía dưới và như thường đã nói đầu video thì thường mới chia sẻ một cái hình thì các bạn thấy được đây là một cái hình của một con tàu mà đang bị chìm thì cái người ở phía dưới này nói là chúng ta đang chìm nhưng mà cái người phía trên này thì hầu như là không biết nói không phải là chúng ta đang ở trên cao mà thì các bạn thấy được là trước khi mà tàu chìm thì tùy theo là các bạn ở đâu các bạn hoàn toàn có thể ở một cái đỉnh cao mới thì các bạn thấy là trong cái tình hình chứng khoán hiện bây giờ có phải là chúng ta đang trong cái trường hợp như là trong màn hình này hay là không đang trong trường hợp là đây là một cái thị trường đang chìm nhưng mà chúng ta đang ở một cái đầu khác của thị trường mà chúng ta không nhận ra là con tàu đang bị chìm thì các bạn hãy comment ở phía dưới và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này. Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit. Tham gia sàn NAPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mà đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu truyền miễn phí thông qua Telegram tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông mô link của thùng khác ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này Stabex, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn